Dạ, xin chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Hôm qua khi mà cô chú anh chị và các bạn thấy những hình ảnh bà nội và cháu bo bé 12 tuổi nhận tiền để tráng bánh xèo thì mọi người đã rất vui mừng. Tất cả cô chú anh chị và mọi người đều vui mừng. Tuy nhiên là bên cạnh đấy thì cũng có những cô chú anh chị và các bạn chưa hiểu rõ hết sự việc. Cho nên là cũng có những cái bình luận nó chưa chưa được vui lắm. Nó bình luận trái chiều, nó là những cái bình luận trái chiều. Thì qua đây thì em cũng xin được nói rõ và cũng xin được giải thích đầy đủ để cho tất cả mọi người được hiểu rõ và cô chú anh chị, những ai chưa biết về bà nội cũng như là cháu bé, cả ba cháu bé được hiểu thêm, biết thêm. Tức là có những bình luận nói rằng là sao nghe bà nội tuyên bố không nhận tiền Mạnh Thường Quân mà nay xòe tay lấy tiền. Thì xin thưa với tất cả cô chú anh chị và các bạn, ở đó thì cũng có những cô chú anh chị và các bạn cũng đã giúp đỡ bà nội bằng cách là trả lời và đưa ra những bình luận là người ta mua bánh xèo để bánh xèo trả tiền, nói đúng ra vì cuộc sống phải mưu sinh, phải bỏ ra rất nhiều công sức, bình luận phải nghĩ lại, họ phải chịu nhiều áp lực mất mát lắm, phải nghĩ thương bà nội cháu nhiều lắm. Đúng rồi cô chú anh chị và các bạn ạ. Thực ra là như thế này, bà nội không bao giờ là nhận tiền, xin tiền, cũng không bao giờ bà nội lên đây để xin tiền của cô chú anh chị hay là tất cả mọi người. Đấy là cái điều mà bản thân em cũng như là cô chú anh chị đều hiểu, nhưng cũng có những cô bác anh chị chưa hiểu thì qua đây thì em cũng xin được giải thích luôn. Đó là hôm qua là em đã thay mặt một chị khán giả đặt 200 phần bánh, 200 phần bánh xèo để đi làm từ thiện nha mọi người. Và lát nữa thôi em cũng sẽ cho mọi người thấy những cái hình ảnh đó. Nhưng cái điều quan trọng nhất ở đây là mong mọi người hiểu là bà nội không nhận tiền cho của ai cả, và em cũng không có để cho bà nội, các anh chị em khác họ cũng không không cho bà nội tiền. Mà ở đây là họ tạo điều kiện là giúp đỡ bà nội bằng cách là mua hàng. Thay vì chúng ta nghĩ đơn giản thôi, chúng ta cho tiền thì chúng ta sẽ cho bằng cái cần câu, đúng chưa? Thay vì cho con cá thì chúng ta sẽ cho cái cần câu. Thế cho nên là cái video này là để giải thích cho cô bác anh chị có những cái bình luận mà chưa chưa hiểu hết về sự việc á, để mọi người cùng tỏ tường, chứ cũng không phải là để xúc phạm, lại càng không phải để công kích, càng không phải để nói về những cái điều nó không hay nha. Mong là các bác anh chị bình luận ở đó thì cũng hiểu và thông cảm. Em không xóa đi cái bình luận nào cả. Em thấy tất cả đều bình luận và đa phần là tích cực, 99% đều là tích cực cả. Nhưng đôi khi nó cũng có những cái mà nó chưa được trọn vẹn. Thì ở đây thì chúng ta cũng hãy nhớ rằng là khi lên mạng xã hội thì có những ý kiến trái chiều khác nhau. Bà nội và các cháu cũng hiểu được những vấn đề đó. Các cháu thì rất là ngoan, lễ phép và hiểu chuyện. Bởi vì các cháu lễ phép, ngoan và hiểu chuyện cho nên mình mới nhận được cái sự yêu thương của cô chú anh chị, cô chú bác. Thế cho nên là em cũng mong là những cô bác anh chị chưa hiểu thì cũng hãy thông cảm, hoan hỉ, bỏ qua cho tất cả những gì mà bà nội này, các cháu này mà chưa trọn vẹn, cũng như là các anh em YouTube. Bởi vì thực ra thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội thì các cháu cũng như là bà nội nhận được cái sự giúp đỡ bằng cách là mua hàng ủng hộ của mọi người. Cũng có rất nhiều cô chú bác anh chị đã điện cho em, nhưng em cũng đã nói rất là rõ ràng là bà nội không có nhận tiền giúp đỡ của ai cả. Bà nội chỉ mong mọi người mua hàng ủng hộ, yêu thương các bé, các con. Thế còn cô chú bác anh chị, mình cứ nói thẳng với nhau là có duyên thì chúng ta sẽ đến được với nhau thôi, đúng không ạ? Cô chú bác anh chị hãy nhìn vào những gì mà các cháu đã phải trải qua này, những cái sự mất mát của bà nội, ông nội. Đó là có hai người con trai duy nhất, đó, có hai người con trai duy nhất mà không may không còn mà đã ra đi mãi mãi. Cô chú bác anh chị có biết không ạ? Khi mà ngồi nghe bà nội kể chuyện, bà nội tâm sự thì bản thân em cũng đã từng rơi nước mắt. Thật sự là mình là một người nam giới mà cũng rơi nước mắt, cô chú anh chị và các bạn ạ. Bởi vì khi mà con trai mất á, ông nội là không thiết tha làm ăn gì cả. Ông nội cứ nằm và nhìn những cái kỷ niệm của các con. Bản thân ông nội đã từng có ý định là quên quên sinh mọi người.
ông nội đã có từng có những cái ý định quyên sinh và nghĩ quẩn. Thế cho nên để có được cái hình ảnh như ngày hôm nay ông nội và các cháu thì phải phải nói là họ đã phải có cái nghị lực rất lớn. Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản thôi, chúng ta có con này, con chúng ta ốm, con chúng ta đau thôi, chúng ta đã thấy xót ruột rồi. Huống chi là chúng ta mất đi hai người con trai, mà trong một thời gian ngắn thôi mà mất hai người con trai, trong khi đó thì lại phải còn chăm lo cho ba đứa cháu nữa. Bây giờ tất cả là năm đứa cháu. Tất nhiên là hai cháu sau này thì nhận được cái sự giúp đỡ của ông bà xuôi ra nhưng vẫn ở với ông bà nội. Thì ngoài cái tình cảm ra thì cũng vẫn phải lo về vật chất mọi người ạ. Cô chú bác anh chị ạ, người mất thì đã mất rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục. Cái điều mà tất cả mọi người luôn đau đáu đó là bao giờ thì ông bà nội hết nợ, bao giờ ông bà nội mới trả được hết cái 500 triệu đó, trả hết 500 triệu ở tiền lãi mẹ để lãi con. Và thật sự là hôm qua thì khi nghe bà nội có nói trên video của em thì không biết là cô chú bác anh chị có biết không, như là có đoạn bà nội, à không, bà nội kể với em thôi, bà nội kể với em là sau một tuần hoặc một tháng nữa bà nội sẽ gọi tất cả những anh chị em mà bà nội đã vay mượn. Mà vay mượn ở đây là không phải vay mượn vì chơi cờ bạc đâu mọi người ơi, vay mượn ở đây là để lo cho con cái, lo cho các cháu đấy. Họ có ba đứa cháu, có năm đứa cháu, và ba đứa cháu thì mất cha, mẹ thì không hề liên lạc hay giúp đỡ gì cho ông bà nội cả. Thì bà nội có nói là bà nội sẽ gọi những anh chị em mà bà nội đã mượn nợ đó để bà nội thưa về cái hoàn cảnh của mình, nói rõ về cái hoàn cảnh của mình và nhờ các anh chị em có thể thư thả, rồi bà nội lo hoàn trả những cái số nợ cho họ. Và hiện tại bây giờ thì bà nội vẫn đang lo hoàn trả những cái nợ mà xưa khi bà nội mượn nhé mọi người. Đấy, thì chính là vì những cái điều đó mà em rất mong là cô chú anh chị và các bạn chúng ta vì yêu thương mà đến, và cũng vì những câu chuyện yêu thương mà chúng ta biết đến bà nội này, biết đến ba cháu nhỏ, thì chúng ta cũng hãy hoan hỷ và yêu thương giúp đỡ để cho bà nội, ông bà nội cũng như là gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và phải kể đến ở đây là cái tình tình làng xóm, tình xui gia rất cao quý của bà ngoại nữa đấy, và cô con dâu út nữa. Thế cô chú anh chị và các bạn cứ tưởng tượng xem, bây giờ bà nội đang ở trong cái hoàn cảnh này thì bà nội thật sự là chị ấy cũng không biết nói gì cả, chị ấy cũng chưa lên mạng xã hội bao giờ, lại càng không biết là những cái mâu thuẫn trái chiều trên mạng xã hội. Nhưng mà chị ấy luôn xem và luôn nhìn thấy đôi khi có những cái bình luận nó gọi gọi là tiêu cực đó mọi người. Thì mong cô chú bác anh chị thì thôi, chúng ta đã yêu thương các cháu các con, yêu thương bà nội thì chúng ta cũng hãy yêu thương tất cả những hành động cao đẹp, những việc làm ý nghĩa, những sự chăm chỉ, sự hoan hỷ của các cháu các con nha cô chú anh chị. Đấy là chính là những thông điệp mà em muốn gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn, và cũng để nói rõ cho tất cả mọi người đó là bản thân em hay là những cô bác anh chị thì đến đây ủng hộ bà nội thì chủ yếu là ủng hộ bà nội về cái tinh thần, câu chuyện truyền thông, sức mạnh cộng đồng mạng, đó là những cái điều tích cực mà chúng ta mang đến được cho nhau. Đấy, đấy chính là những cái điều tích cực nha cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ không 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 nói những lời khiến cho người khác buồn, chúng ta hãy mang cái hiệu ứng tích cực. Còn khi nào mà chúng ta thấy cái hành động của bà nội, ông nội hay là của những thành viên trong gia đình hay là các cháu nó không đúng mực thì lúc đó chúng ta trách móc họ cũng chưa muộn. Nhưng thời điểm hiện tại và bây giờ thì chúng ta thấy rằng họ đang rất cố gắng, cả một cái sự nỗ lực rất lớn cô chú bác anh chị ạ. Thế cho nên là em cũng mong là cô chú bác anh chị yêu thương hoan hỷ giúp đỡ bà nhé. Cũng mong mọi người hãy bỏ qua những gì mà nó là tiêu cực, cũng mong cô chú bác anh chị đã có những cái suy nghĩ mà nó tiêu cực hay là có những cái bình luận tiêu cực thì mọi người cũng hoan hỷ thông cảm cho bản thân em này, thông cảm cho bà nội, thông cảm cho tất cả các anh chị em nếu như trong video có cái lời nào chưa được trọn vẹn, thì mong mọi người hãy hoan hỷ bỏ qua. Mục đích cũng chỉ là mang cái yêu thương và sự giúp đỡ, mỗi người góp một chút công sức, người có công sức thì góp công sức, người góp về truyền thông
người góp về ủng hộ hàng. Đấy chính là cái sự chung tay rất là tuyệt vời của cộng đồng khi mà hướng đến cái câu chuyện của ba bà cháu ở thời điểm hiện tại. Cũng mong là mọi người theo dõi và ủng hộ kênh của em để em có thể đưa đến những cái hoàn cảnh, đưa đến những cái thông tin chính xác và tích cực cho tất cả mọi người, để mọi người cùng hoan hỷ đón xem, cùng yêu thương, cùng bảo vệ những cái hoàn cảnh yếu thế nha cô chú bác anh chị. Em rất vui khi nhận được cái sự đóng góp của tất cả mọi người. Em sẽ luôn cải thiện, luôn 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 cố gắng để không phụ lòng của các cô bác anh chị. Cũng mong là mọi người ủng hộ cho bà cháu nha. Cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị rất là nhiều. Chúc mọi người luôn sức khỏe, bình an. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.